Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án quản lý, bảo vệ và phát huy bảo tồn các giá trị nhà vườn đặc trưng Huế, đến nay đã có 8 nhà vườn trong danh mục tham gia đề án đã cơ bản được hoàn thành tu bổ, tôn tạo. Hiện nay, Ban quản lý đề án đang tiếp tục khảo sát, hoàn thành các thủ tục cho các nhà vườn Huế tham gia đề án trong đợt 2, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tiếp tục triển khai đề án, góp phần bảo tồn các giá trị nổi bật của di sản nhà vườn Huế. Đây là ngôi nhà vườn vừa mới hoàn thành trùng tu với kinh phí 700 triệu đồng của ông Hồ Xuân Danh, trụ tại đường Thanh Nghị, phường Thủy Biều, thành phố Huế. Có lịch sử gần 200 năm, ngôi nhà của tổ tiên để lại theo thời gian đã có nhiều hư hỏng. Khi được biết đến đề án, ông đã tham gia để có thể phục hồi lại được đúng nhất những kiểu cách xưa của ngôi nhà, qua đó tiếp tục giữ gìn và giáo dục con cháu biết quý trọng những giá trị xưa cũ. Nói chung là bên chỗ ban quản lý nhà vườn á, người ta tạo điều kiện cho mình đại khái là những thủ tục rất thuận tiện, đơn giản và thuận tiện. Thì có cơ hội đó là gia đình có được ngôi nhà khang trang và bền vững. Thì cá nhân tôi thì cũng rất là vui mừng. Trong giai đoạn 1 của đề án đã có 14 hộ đăng ký tham gia trùng tu. Tuy nhiên có 5 nhà rút khỏi danh sách vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, chỉ còn 9 nhà nằm trong danh sách trùng tu và dự kiến đầu năm 2018 sẽ hoàn thành đợt 1. Hiện ban quản lý đề án đang tiếp tục khảo sát ở 5 phường Kim Long, Thủy Biều, Phú Cát, An Cừu và Hương Long để đưa vào danh sách tu bổ đợt 2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tiếp tục công tác nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của những ngôi nhà vườn Huế đặc trưng. Trong tháng 9 này, sau khi chúng tôi khảo sát tất cả các nhà vườn trên địa bàn các phường, thì chúng tôi sẽ lập cái danh sách và báo cáo Ủy ban tỉnh. Sau đó thì cũng đề nghị Ủy ban tỉnh sẽ thành lập một cái hội đồng thẩm định phân loại đánh giá nhà vườn và chúng tôi chờ quyết định của Ủy ban tỉnh. Thì có thể trong năm 2018 thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai được hai. Những ngôi nhà vườn sau khi được trùng tu sửa chữa sẽ được kết nối các tour tuyến để đưa du khách đến tham quan. Đây là hoạt động để vừa quảng bá được hình ảnh nhà vườn Huế đặc trưng, vừa tạo thêm thu nhập cho các chủ nhà vườn. Không gian thoáng mát, vườn cây ăn trái phong phú, phong cảnh yên bình. Những ngôi nhà vườn chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị đối với nhiều du khách. Tôi thiết nghĩ nếu mà để phát huy cho được cái giá trị của các cái nhà vườn thì một trong những cái vấn đề quan trọng là phải kết nối được với các cái hãng lữ hành nơi xây dựng các cái tour tuyến du lịch, thì vừa đảm bảo được là cái Huế thì có thêm cái sản phẩm, nhưng mà đồng thời các cái người dân khi mà họ khai thác, họ đưa vào khai thác thì họ có cái quyền lợi. Trong những năm qua, Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Trong đó, kiến trúc nhà vườn Huế đã được điều tra, khảo sát, đánh giá và lập đề án quản lý bảo vệ có hiệu quả. Trong thời gian tới, nếu công tác tu bổ được tiến hành suôn sẻ, thì nhiều nhà vườn hơn nữa sẽ được phục hồi. Hình ảnh văn hóa Huế, du lịch Huế sẽ phong phú hơn với những điểm đến hấp dẫn dành cho du khách.